mỗi lần mình nhận sát thương thì thế giới sẽ trở nên càng ngày càng kinh dị hơn. Từ việc quái vật có thể quay vòng tròn, đến cả con dơi cũng có thể chở skeleton, hay thậm chí là những cái bức tượng biết đi. Thôi mình không muốn cái thế giới đẹp như thế này nó trở thành một cái thế giới siêu kinh dị đâu các bạn ạ. Qua lại rồi. Tôi không dễ dàng nhảy xuống đây cho mất máu đâu. Nhưng mà mình cũng thắc mắc cấp độ 1 của thế giới này nếu mà trở nên kinh dị hơn thì nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ nhảy vào cái chỗ này. 3, 2, 1. Ok, chúng ta vào lại rồi và hiện tại chưa thấy có gì cả. Chúng ta sẽ thử đào block xem nha các bạn. Ok, chúng ta có thể đào block. Oh yeah, chưa có gì lạ. Bởi vì mình mặc định ở trong thế giới bây giờ sẽ trở nên kinh dị hơn, nên là mình sẽ sợ những cái con gì đó đùng một cái nó nhảy ra trước mặt mình ấy. Hey, đồ ăn, cảm ơn. Nhưng mà trước tiên chắc chúng ta cần phải làm dụng cụ bằng đá cái đã. Ok, chúng ta có thể làm được một cái cốp, một cái rêu, lấy một ít gỗ. Oh my god, cái block cho Minecraft bây giờ nó sẽ rơi xuống như thế sao? Nó chưa phải là một cái yếu tố kinh dị gì lắm, nhưng mà nhìn nó cũng hơi sợ đấy, tại vì nó khá là bất ngờ mọi người ạ. Bây giờ nếu mà mình đụng vào anh người sắt chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nó có chia theo cấp độ các bạn ạ. À, đây chỉ mới cấp độ 1 thôi. Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để xem nếu mình mất máu càng nhiều thì cái thế giới này sẽ trở nên siêu kinh dị như thế nào đây. Ok, chúng ta có thể lấy xuống. Ui, có 3 con sắt thôi sao? Ok, mình nghĩ là chúng ta đi xuống hang để đi đào nhỉ? Ồ, nghe tiếng nhện nha, nghe tiếng nhện nha. Ê, hai, ê, ê, ok, chưa sao cả. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Đào ít thay thì có thể nung sắt lên nào. Mày có khi nào nó làm cái hang ở phía dưới không? Ok. Ôi dồi, nó không phải là trở nên kinh dị hơn mà nó bị kiểu giống như thế giới bị ám ấy. Ok, nếu các bạn để cho video này khoảng 5.000 like, chúng ta sẽ làm một cái video nếu mình mất máu thì thế giới sẽ trở nên bị ám nha các bạn. Sẽ kiểu nhiều thứ bị ám hơn ấy. Như thế này chúng ta vẫn còn ổn chế đúng không nào? Cùng nhau đào thêm đá. À, mình có đủ đá rồi này. Một cái lò nung, mang nó đi nung sắt lên. Ui, có Enderman này, cái block ở đây, giống cái đầu nó ở dưới. Mình đang nhìn vào mắt nó nhưng không bị gì hết các bạn. Chúng ta cùng nhau chế tạo ra một cái khiên thôi nào. Mọi thứ sẽ được trong tầm kiểm soát của mình thôi. Cùng lắm mình cần phải có thêm một bộ giáp nữa, mình nghĩ vậy. Chúng ta làm thế được cái áo giáp rồi đây. Tuyệt vời đấy. Chưa kể chúng ta còn có thêm một cái xô nước nữa, để mà khi mà mình water drop xuống ở bất kỳ chỗ nào thì chúng ta đều có thể không bị mất máu nha. Ôi. Ê. Oh no 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 no. Đây đi skeleton ơi. Skeleton ơi, bắn thêm cái nữa. Yeah, an toàn. Nếu chúng ta tìm được cả kim cương nữa thì mọi thứ sẽ trở nên siêu siêu xịn luôn. What? Ok, chúng ta ra thêm một cái hang nữa kìa. Và ở đây. Không dễ đâu anh bạn. Mình bị con skeleton này. Oh my god. Chúng ta... Ui, khoan, cái này nó có shader hả? Hình như là vậy các bạn ạ. Mình thấy mọi thứ tối đi ấy. Đây chỉ mới là cấp độ 3 thôi mà đã có shader rồi thôi. Mình nghĩ là chúng ta cần phải cầm cây đuốc lên để chúng ta có thể nhìn được mọi thứ trong tối hả? Khoan, cái này chưa cần thiết lắm. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được. Cái máu của mình có một chút gì đó gọi là thay đổi nha. Tìm đường khác thôi. Ở đây có quá nhiều quái vật có thể gây sát thương cho chúng ta. Chúng ta cần phải chạy hướng khác á. Có khi chúng ta cần phải lên lại mặt đất nhỉ? Ok, mình nghĩ chúng ta cần phải... Cái quái đó nó có mình vậy. Hình như một cái bức tượng gì đó thì phải. Mình nghĩ như vậy. Và hình như cái tiếng trong game của mình lại trở nên siêu chân thật hơn rồi. Có nghĩa là nếu bất kỳ con nào tới gần mình thì nó cũng sẽ trở nên khá là đáng sợ. Mình nghĩ là như vậy. Khiên mình đâu? Oh my god, mình quăng cái khiên của mình rồi. Quay, mình mất một số món đồ luôn thì phải. Cái quái đây xảy ra các bạn. Nhận ơi. Ok, chúng ta đánh được một con rồi. Mình quay trở về lại cái làng của mình rồi kìa. Chúng ta cần phải đi ngủ cho trời sáng nè mọi người ạ. Những hàng nhân làng. Con zombie này. Nó cũng mắc cười đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta phải đi ngủ. Xin lỗi em bé. Tôi cần phải đi ngủ. Skeleton cầm cung và nó còn bị cháy nữa. Tạm biệt. Ê, đèn này hơi nguy hiểm nha. Vậy đó đời mày chỉ ngu à. Ok và có vẻ mọi thứ đang trở lại bình thường nhưng mà what? Mình đang không cảm giác nó kinh dị cho lắm nhưng mà nó bị hài á mọi người. Cái ổ bánh mì gì đây? Anime gì đấy này? Trời ơi, cái thế giới này bị gì vậy? Ủa, đừng nói với mình là bây giờ con zombie nó biến thành con Steve nha. Ôi. Nhưng mà bây giờ mình hơi khó. Khi mà con mob nó đi một vòng như vậy ấy thì mình rất khó để có thể canh được cái độ xa để mình có thể đánh nó các bạn ạ. Ok, chúng ta các bạn không tìm được kim cương. Khoan,
chúng ta cần phải làm cái cổng đi xuống, mình cần phải đánh rồng mà đúng không nào? Ok, chúng ta cần phải tìm cái hồ lava, phải đặt bê cái chỗ cái hồ lava thì nó phải nằm ở chắc chắn là ở khu vực sa mạc rồi. Ở sa mạc hồ lava rất là dễ tìm nha mọi người, nhưng mà mình lại không tìm được bất kỳ một cái hồ lava nào, nên mình quyết định phải đi xuống hang lại. Ok, mình hơi sợ với những gì thế giới này đã làm nên là chơi lớn một lần nữa. Vậy chúng ta thấy con dơi và mình không thể thấy nó, mình không thể thấy nó bắn mình. Rồi đợt này lại nâng cấp cái gì nữa đây? Cái quái gì này mày? Hả? Minecraft bây giờ nó không còn cái khối vuông nữa rồi. Thế này thì đi vào hang có được không vậy? Mình có canh được cái block để mình đi xuống không ta? Ok, chúng ta thấy thang đây rồi, nhưng mà nó vẫn chưa phải là dấu hiệu gì đó tốt lắm các bạn ạ. Mình cần một cái hang nào đó để giúp mình có được thêm ít sắt mới được. Cái này có phải sắt không vậy? Hello? Cái này cái gì vậy? Để coi. Ăn sắt kìa. Chúng ta sẽ đào cái này và lấy được ít sắt, sau đó chế tạo ra được một cái khiên nha mọi người. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, những cái Minecraft bây giờ nhìn nó cũng khá là chân thật, nhưng mà đồng thời nó cũng khá là nhìn ngu ấy. Một cái khiên. What? Cái sỏi nó vừa mới rớt từ trên xuống hả? Vãi. Ngay cả những cái sỏi rơi xuống chúng ta cũng có khả năng sẽ mất máu nữa nha mọi người. Bây giờ đi trên cái block nhìn dị quá. Ui, cái cây nó méo mó thế này cơ mà. Nhìn Minecraft nhìn cái này thì các bạn nhìn giống một cái hồ nước liền luôn đúng không các bạn ơi? Thế nó không có khối vuông ấy. Mình hy vọng đây sẽ được cái hang tốt nha. Oh no. Ôi, ở đây không có đào xuống được nữa. Ôi trời ơi. Ê, cái này nếu mình đi xuống như thế này, ui mình không đi được, mình không vào được một cái block nữa rồi. Sao mình lấy được máu được? Ôi không, cái Minecraft bây giờ sẽ trở nên như thế nào nữa? Ok, bây giờ nó nhìn như bình. Ồ, khoan. Cái gì đây? Mình không nhớ, ở giữa Minecraft nó là thanh thịt của mình nó cũng kỳ lắm nha. Sao lại có kim cương đây? Ôi, cái này là than. Những cái món đồ trong người mình nó bị đổi vậy hay sao ấy? Oh my god. Ôi, ở dưới đó có chỗ đi. Ui, chúng ta có thể xuống dưới được đâu. Yeah, đi xuống được các bạn ơi. Đi thôi. Nhìn cái hang này, chúng ta không thể nào đi xuyên qua được nó luôn rồi đấy. Cái quặng gì đây? Xin chào. Ok, chúng ta không biết cái quặng này là quặng gì hết. Kim cương. Nhưng mà sao kim cương lại tìm được ở đây ta? Nó là than. Nó vui bị lừa rồi. Đi trong cái hang này cẩn thận nha. Nhìn kim cương kìa. Nổ đi con nhện. Nhện nổ đi. Ngon nổ. Ok, chúng ta có gì đây? Đất. Wow, nhiều kim cương đấy nha. Ê, zombie đây rồi. Xin chào anh bạn. Đừng làm ta mất máu nha. Tôi chỉ cần tìm cái hồ lava đây thôi. Nào. Ok, đây không có. Đây giống như cái hồi nãy vậy. Ok, nếu mình nhìn vào hướng khác. Không. Nó đẩy mình lên nữa, Chặn lại. Ai chặn nó lại đi ạ. Ok, nó không qua được cái block này. Mình đánh được nó không? Dưới được chưa lại bình thường rồi. Chỉnh ra ra. Mình sẽ không thể nào đi vào được cái hang này nữa, bởi vì nó đang ở đó. Chúng ta sẽ cần phải tìm cách khác. Mình nghĩ là chúng ta nên lên lại mặt đất đi. Cái cách ăn bánh mì của mình thì nó là một cách gì đó mà mình không thích cho lắm. Sao cái chỗ của mình bắt đầu tối lại rồi? Nó còn sáng thì mình cầm khiên được. Có vẻ là lại cập nhật thêm một cái gì đó nữa. Lần này chắc là xây đờ nhỉ. Nếu bây giờ thì cầm khiên sẽ khó lắm đây. Ok, chúng ta phải lên trên mặt đất lại thôi. Lên mặt đất lại thôi các bạn à. Ok, mọi thứ ở đây đều mọi rồi, hai con skeleton bắn nhau. Đúng rồi. Tôi không còn cách nào khác nữa các bạn ạ. No. Đây rồi. Tôi có cách rồi. Đi rồi. Đừng nói là đã xe lên mặt nước chung với mình nha. Nó lên mặt nước chung với mình. Shit. Ở đây cũng có tượng nữa. Spider Creeper. Đi sang rồi, sang rồi. Làm ơn. Nè. Kỹ năng tôi vẫn còn. Đây là cái cấp độ cuối cùng của thế giới này rồi. I see you. Tôi thấy hết đó. Chạy thôi. Bây giờ chỉ còn cách là giữ mạng sống của mình không chết thôi bạn. Làm sao cho mình mạng sống của mình không chết bây giờ? Minecraft ơi. Chạy. Tôi sẽ chạy ra khỏi đây được. Tôi không muốn ở mày, tao không muốn ở mày. Chạy thôi. Tụi bay không biết bắt cua đâu nhỉ? Rồi nó biết bắt cua. Rồi xong. Đường cùng rồi. Đó là một đội quân các bạn ơi. Cái gì đây?
Là một thôi, cho mình chết, mình chưa chết được đó. Hãy mang tôi đi, hãy mang tôi đi. Cho mình ra khỏi thế giới này đi.